Mừng sinh nhật tất cả mọi người. Chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media thực hiện. Thưa quý vị, rất vui được gặp lại quý vị và đây là năm thứ 3 của chương trình chúc mừng sinh nhật. Những người thực hiện chương trình luôn luôn mong muốn làm một điều gì đó để chương trình một ngày hoàn thiện hơn và mong rằng những đóng góp của quý vị sẽ làm niềm vui chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Chương trình chúc mừng sinh nhật mãi mãi là những người bạn thân thiết với tất cả quý vị và các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hình ảnh của ba thí sinh trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Thí sinh thứ nhất, gia đình hai nữ hai nam yên vui hạnh phúc bên nhau sum vầy. Giờ đây đến tuổi biết yêu, lang thang biển cát điều yêu tìm chàng. Lê Thị Thanh Tú. Mày hỏi tháng tôi đây cao số, tuổi con dần rất khó tìm duyên. Lúc còn học nhanh tay tranh thủ, gã trai này tôi nhất quyết yêu. Trương Phạm Quang. Ngày còn nhỏ tưởng mình ít tóc, tóc thế này có ít không ta. Dù ít tóc Duy đây chẳng ngại, bởi được khen là kẻ đa tài. Nguyễn Anh Duy. Chúc bạn tất cả những gì tốt đẹp nhất. Cảm ơn. Chúc sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. Dạ vâng. Bây giờ thì bạn đang nghĩ gì? Rất là hồi hộp. Hồi hộp. Tại sao là hồi hộp? Không biết có nên được 50 triệu về không. Tại sao sinh nhật mình không nghĩ một cái điều gì mà thật là vui, sao nghĩ đến 50 triệu? Cái này chỉ là vui thôi ạ. Chỉ là vui hả? Vui là chính chứ 50 triệu đâu quan trọng. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều và hôm nay bạn đến phim trường với những ai? Hôm nay tôi đến trường với là em trai và bạn của tôi. Chúc bạn may mắn. Cảm ơn và anh. May mắn. Vâng ạ. Xin chào bạn. Chào chào anh Linh. Bạn cười rất tươi. Lúc nào cũng cười như vậy. Lúc nào cũng cười. Vâng. Hôm nay bạn đến phim trường với những ai? Dạ em đến với người thân và bạn của em nè. Chúc bạn thật nhiều may mắn. Dạ cảm ơn. 50 triệu đang đến gần với bạn. Thôi em cần 30. 30. Chào anh Duy. Xin chào anh Nguyễn Linh. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em vừa tròn 18. 18 hả? Dạ. Một cái tuổi rất đẹp đúng không? Dạ. Bạn đang mơ ước gì với cái tuổi này? Dạ em mơ ước ước mơ gần nhất của em trong tương lai đó là xin được đậu đại học. Xin đậu đại học? Dạ. Em vừa trải qua một kỳ thi đại học rất là căng thẳng nên là hy vọng mà kết quả sẽ rất là tốt đẹp. Cảm ơn bạn. Chúc mừng sinh nhật của bạn và chúc mừng sinh nhật của tất cả mọi người. Và hôm nay bạn đến phim trường với những ai? Dạ đến với mẹ và các chị của em. Thật nhiều may mắn bạn nhé. Dạ cảm ơn anh. Như vậy là chúng ta vừa trải qua với phần giao lưu của ba thí sinh và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng 1 của chương trình chúc mừng sinh nhật để đi tìm giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Xin chào đón quý vị và các bạn đến với vòng 1 của chương trình chúc mừng sinh nhật. Ở vòng 1 này thì ba thí sinh làm công việc đó là đoán của quý khách mời chúng tôi. Chúng ta sẽ có 3 câu hỏi. Và sau khi kết thúc 3 câu hỏi, thí sinh nào có số điểm âm càng biệt để đi tìm giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Giờ đây thì ban tổ chức sẽ tặng cho mỗi thí sinh, mỗi người âm 5 điểm. Câu hỏi đầu tiên. Rồi xem sao tình em sẽ hết, cho ta xin thêm gót chân. Mai Khôi xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình chúc mừng sinh nhật. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật vui và tràn đầy ý nghĩa. Sau đây Mai Khôi có một câu hỏi dành cho quý vị và các bạn đây. Đối quý vị và các bạn, Mai Khôi được bao nhiêu tuổi? Chúc quý vị và các bạn may mắn. Ca sĩ Mai Khôi, một người rất quen thuộc với các bạn đúng không? Cô ta khá thành công với vai trò vừa là ca sĩ vừa là nhạc sĩ. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta đưa ra một số dự đoán nào. Ca sĩ Mai Khôi năm nay bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? 23. Anh Duy 25. Còn bạn Hoài Tâm bao nhiêu? 24. Bạn Tú 24 luôn. Chắc chắn chưa?
có ai thay đổi không? Bây giờ thì chúng ta nghe Mai Khôi nói nhé. Mai Khôi ơi, bạn năm nay bao nhiêu? Đáp án chính xác nhất. Năm nay Mai Khôi được 25 tuổi. Anh Duy có vẻ là rất quan tâm đến giọng hát của Mai Khôi đúng không? Dạ. Ngay cả số tuổi nó chính xác luôn. Chúng ta chuẩn bị cho câu hỏi số 2. Bắt đầu. Chúc xin chào chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Chào khán giả của màn ảnh nhỏ và các bạn thí sinh. Hôm nay chúc chúc các bạn thí sinh có một ngày sinh nhật thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và luôn luôn là gặp may mắn và thành công trong mọi lĩnh vực mà mình đã chọn nha. Mình có một câu hỏi nhỏ. Các thí sinh, các bạn có biết mình bao nhiêu tuổi không? Đoán được không nào? Chúc các bạn may mắn nha. Diễn viên Thanh Trúc vừa rồi thì cô Thanh Trúc khá thành công trong bộ phim Mưa Thủy Tinh. 22, 23, 24, 25 có ai đoán 30 không? 22 Hoài Tâm 23, Thanh Tú 20. À, con số khá trên lệch đây. Chúng ta chờ xem nhé, xin mời Thanh Trúc. Nãy giờ thấy mấy bạn đoán mà mình hồi hộp cũng chết luôn á. Vậy mình cho đáp án nha. Mình 23 tuổi nhưng mà lại là năm sau lận. Vậy là biết năm nay mình bao nhiêu rồi phải không? 22 tuổi. Chúc các bạn thật là may mắn trong chương trình này và chúc chương trình thật là thành công. Xin hẹn gặp lại. Anh Duy lại một lần nữa chứng tỏ tài suy đoán của mình chính xác. Nếu như thí sinh đoán đúng chính xác số tuổi thì chúng ta sẽ được âm 5 điểm. Cố gắng lên bàn nha. Đây là câu hỏi cuối cùng của vòng 1. Bắt đầu. Xin chào các bạn, mình là Ngọc Quyên, hiện đang làm người mẫu. Xin chào chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật và các bạn thí sinh và tất cả các bạn của khán giả truyền hình. Và mình có một câu hỏi dành cho các bạn đây. Đó là năm nay Ngọc Quyên bao nhiêu tuổi? Chúc các bạn được trúng giải thưởng 50 triệu đồng nha. Người mẫu Ngọc Quyên. Ngọc Quyên đã khá thành công trong bộ phim Tuyết Nhiệt Đới và Hoa Giả Quỳ. Hoài Tâm 20, Vũ 21, Anh Duy 20. Tôi nghĩ là 23. Thử xem nha, Ngọc Quyên năm nay bao nhiêu tuổi? Rất vui được gặp lại tất cả các bạn thí sinh. Các bạn biết không, năm nay là mình 20 tuổi. Và chúc mừng các bạn nha, hẹn gặp lại. Nếu mà tôi ngồi ghế thí sinh là tôi đoán sai rồi. Chúng ta đã trải qua vòng 1 với 3 câu hỏi. Và chúng ta cùng nhau chúc mừng cho Anh Duy là người có số điểm. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 2 của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Ở vòng 2 thì cũng giống như vòng 1, ba thí sinh sẽ đoán tuổi các vị khách mời chúng tôi. Nhưng lần này thì khách mời không phải là một người, mà có thể là hai người, ba người, hoặc cả gia đình, hoặc những bạn bè thân thiết của họ. Vì vậy lần này rất là khó khăn cho ba thí sinh. Và lần này nếu như thí sinh đoán chính xác số tuổi của các khách mời một câu hỏi, chúng ta sẽ được âm 10 điểm. Giờ đây thì phần thắng ở vòng 1 nghiêng về bạn Anh Duy rồi. Bạn Hoài Tâm và bạn Anh Tú cố gắng lên. Câu hỏi đầu tiên của vòng 2 bắt đầu. Xin chào quý vị, xin chào ba thí sinh và xin chào MC Quyền Linh. Hôm nay thì quý vị sẽ đoán tuổi của Quyền Linh và gia đình xem là bao nhiêu nhé. Ba thí sinh chuẩn bị, đây là cả gia đình Quyền Linh. Còn mười mấy người trên kia nữa chuẩn bị xuống rồi. Đây là mẹ của Quyền Linh, đây là xã, đây con, đây là hai người cháu, đây là cháu. Còn bà con thân thuộc mười mấy người nữa xuống bây giờ. Quý vị thử đoán xem tổng số gia đình là bao nhiêu. Đồng lắm, đếm tới tối mới xong. Thôi bây giờ đơn giản thôi, ba thí sinh tập trung đoán tuổi của mẹ Quyền Linh, Quyền Linh, con Quyền Linh và bà xã Quyền Linh. Gợi ý mở. Quyền Linh năm nay 39 tuổi. Bắt đầu đoán xem bao nhiêu. Quyền Linh 39 nè. Quyền Linh không biết bao nhiêu. Đó. Bà xã và đứa con.
Bao nhiêu quý vị? Ta đưa ra số cụ thể đi. 36 là bao nhiêu? Đưa tay lên, đưa tay lên. 130. Hai đường số khác không à? 120. Rồi, 120, 136, 140. Rồi anh Duy, 132. Hoài Tâm. Hoài Tâm bao nhiêu? 139. 137. Các bạn dở quá. Các bạn không hỏi tôi, hỏi thì trả lời cho. Chúng ta chờ xem nhé. Rất hồi hộp. Có lẽ bây giờ ba thí sinh đang hồi hộp đúng không? Đáp án như sau. Mẹ tôi, không? Mẹ Quỳnh Linh là 58 tuổi. À, 58. Quỳnh Linh thì 39 biết rồi. Con là Lọ Lem, con bao nhiêu tuổi? 2 tuổi. À, 2 tuổi. Con tôi là Dạ Thảo, 34 tuổi. Tổng số tuổi gia đình của Quỳnh Linh cộng lại là 133 tuổi. Xin chúc mừng các thí sinh. Một trăm ba mươi ba tuổi, có lẽ rằng chưa ai đáp đúng hết. Chúng ta bắt đầu với câu hỏi cuối cùng của vòng hai, cũng là câu hỏi cuối cùng cho cả ba thí sinh. Chuẩn bị, câu hỏi số hai bắt đầu. Nhóm Abo xin chào chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Abo xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả và các bạn thí sinh. Đến với chương trình ngày hôm nay thì Abo có một câu hỏi nhỏ nhỏ dành cho các bạn. Đó là các bạn hãy thử đoán xem tổng số tuổi của các thành viên trong nhóm Abo năm nay là bao nhiêu tuổi. Chúc các bạn may mắn. Để trùng năng động. Rồi, xin mời quý vị, chúng ta đưa ra con số cụ thể đi. Bao nhiêu? Tám mươi bảy. Rồi anh Duy, 79, 81 và 86. Có ai muốn thay đổi không? Còn bạn Hoài Tâm, bạn đang suy nghĩ gì? Dạ em đang suy nghĩ biết đúng hay không. Biết đúng hay không? Mà theo bạn đúng nhiều hơn là sai nhiều hơn? Đúng quá. Đúng hả? Chắc đúng không? 81. Còn bạn Tú là đang nghĩ gì? Hên xui. Hên xui. Chúng ta chờ xem bốn thành viên của nhóm Abo cộng lại là bao nhiêu. Xin chào, mình là Ngọc Hằng, năm nay mình 21 tuổi. Còn mình là Uyên Thư, năm nay mình 21 tuổi. Hai, mình là Ngọc Hà, năm nay mình tròn 20 tuổi. Diễm Phương, 21 tuổi. Tổng số tuổi của nhóm Abo là 83 tuổi. Xin chào và hẹn gặp lại. Kết thúc vòng 2 sẽ có hai người sẽ chào tạm biệt chương trình, trở thành khán giả được cổ vũ, và một người sẽ bước vào vòng đặc biệt. Ai sẽ là người bước vào vòng đặc biệt đây? Tất cả chúng ta đang chờ đón. Và tôi xin chúc mừng bạn. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. Bạn sinh nhật được giá trị giải thưởng là bao nhiêu? Dạ. Theo bạn là bao nhiêu? 50. 30. 2 triệu hay là 3 triệu? Dạ chắc 3 triệu. 3 triệu hả? Bạn đã nói chính xác và bạn sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 3 triệu đồng. Dạ. Chúc mừng bạn. Là 3 triệu đồng. 3 triệu đồng. Xin mời bạn. Bạn sẽ nhận được giá trị giải thưởng là bao nhiêu? 2 triệu đồng. Xin mời bạn. Tôi nghĩ rằng đối với chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật thì ai cũng có giải thưởng cả. Bạn 3 triệu, đây 3 triệu và đây 2 triệu. Ai cũng có giải thưởng. Nhưng ngoài 3 triệu, ai sẽ nhận được giải thưởng 50 triệu đồng đây? Đó chính là bạn Anh Duy. Chúc mừng bạn. Vậy là người đến một lần nữa là bạn Anh Duy. Và chúc mừng tất cả mọi người có ngày sinh nhật tốt hôm nay. Xin chào đón bạn Anh Duy, 18 tuổi, đã đến với vòng đặc biệt của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Sau vòng quay, tổng số điểm cộng lại bằng 18 thì bạn sẽ nhận được 50 triệu đồng. Hồi hộp không? Có. Số tiền mà lớn nhất đó giờ bạn cầm là bao nhiêu rồi? Dạ 10 triệu. 10 triệu không? Dạ. Hôm nay thì nhiều hơn. Hy vọng là như vậy. Vòng quay đầu tiên, nếu như quay vào số 1 hay số 8, bạn sẽ nhận ngay 1 triệu đồng. Xin mời bạn, bắt đầu. Rất đơn giản thôi. Nếu như có số 1 hoặc số 8 trên vòng quay thì bạn sẽ nhận 1 triệu đồng.
số 8. Số 8. Alo, số 8. Alo. Nhích nhẹ chút xíu thôi, chỉ cần tí xíu thôi là con chịu rồi. Yeah. Không vấn đề gì cả. Tiếp tục, vẫn là số 1 hay số 8, bạn sẽ nhận ngay 1 triệu. Còn quay thứ 2, bắt đầu. Số 2. Lần 1 là số mấy? Dạ số 0 ạ. Số 0. Lần 2 là số 2. Bây giờ bạn có mới có 2 điểm thôi. Bạn sẽ có thêm 16 đêm nữa thì mới được 18. Trên vòng quay thì không có số 16. Anh Quỳnh Linh sẽ tặng cho bạn 2 thẻ may mắn tương đương với số 16. Dạ. Bạn sẽ đặt bất cứ ô số nào, coi như đây là số 16. Nếu như bạn sẽ giật dừng lại thôi, thẻ may mắn này bạn sẽ nhận 50 triệu đồng. Dạ. Bạn có thấy ít cơ hội không? Dạ hơi mong manh. À? Hơi mong manh. Hơi mong manh đúng không? Dạ. Cho nó dày dày chút xíu đi. Dạ. Không mong manh nữa, thêm một thẻ nữa, giá trị giải thưởng sẽ còn 30 triệu. Còn mong manh nữa không? Chắc đủ rồi. Bạn đã từng cầm 10 triệu, bây giờ cầm 30 triệu thấy đủ rồi đúng không? Dạ. Đây, 3 thẻ may mắn, 30 triệu đồng. Đặt bất cứ ô số nào, mỗi thẻ may mắn tương ứng 10 triệu đồng, 3 thẻ là 30 triệu. Số 2, số 0. Số mấy nữa? Số mấy khán giả có thể tư vấn cho bạn Anh Duy? Số mấy? Số 10. Thôi giờ không quay, nghỉ đi. Dạ. Thôi à. Lỡ đặt rồi. Lỡ đặt rồi, phải quay thôi. Dạ. Nhưng mà tôi còn một cách này chỉ cho bạn. Đó là chọn 3 chiếc hộp của chúng tôi. Mỗi chiếc hộp có giá trị khác nhau, 10 triệu đồng, 1 triệu đồng và 100 pháo tay. Bạn sẽ chọn bất cứ hộp nào, mở ra có giá trị bao nhiêu chúng ta nhận bấy nhiêu. Bạn có thích như vậy không? Dạ thôi, em nghĩ là nhất quá tam. Xin mời bạn quay. Biết cơ hội 30 triệu đồng có đến với bạn Anh Duy hay không? 18 tuổi, ở vòng đầu tiên thì bạn quay vào số 0, ở vòng thứ 2 bạn quay vào số 2. Như vậy là bây giờ bạn phải quay vào số 16. Nhưng không có số 16 thì chúng ta cần 3 thẻ may mắn. Khi kim bánh sinh nhật sẽ dừng lại thẻ may mắn nào thì bạn sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng. Căng thẳng quá. Dừng lại rồi. Chậm chậm lại. 30 triệu tới rồi bạn ơi. Đây rồi. Đây rồi. 30 triệu. Tới quá. Mạnh luôn. Mạnh chút xíu nữa. Rất tiếc các bạn. Chỉ cần nhẹ chút xíu thôi, qua số chút xíu là tới rồi. Nhưng không sao, chúng ta đến đây là đã có niềm vui và cũng bạn đã có giải thưởng là 3 triệu đồng rồi. Dạ. Chúc bạn sinh nhật thật vui vẻ bạn. Chúng ta vừa trải qua chương trình chúc mừng sinh nhật rất là gay go và ấn tượng. Và bây giờ thì chương trình đã khép lại. Quỳnh Linh xin nói lời tạm biệt, hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên HTV7. Xin chào.